Người dân ở thành phố Hồ Chí Minh phải chui vào nhà vệ sinh để trốn nóng. Nắng nóng 35 đến 36 độ kéo dài liên tục hơn 20 ngày khiến thành phố Hồ Chí Minh luôn trong tình trạng oi bức từ sáng đến chiều. Những người mưu sinh trên đường như tài xế xe ôm, giao hàng, bán vé số, công nhân xây dựng, thấm cảnh khốn khổ hơn bao giờ hết. Trong khi đó, nhiều người sống trong những căn phòng trọ, nhà ổ chuột cũng chật vật tìm đủ cách tránh nóng khi thành phố chưa có dấu hiệu mưa trở lại. Hàng chục hộ dân sống tại hẻm 212B Đồng Tiến, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 cũng phải sống trong cảnh ngột ngạt dưới tiết trời 36 độ C. Nơi đây là dãy hơn 20 căn nhà có diện tích từ 5 đến 6 mét vuông, nhiều gia đình ba thế hệ phải quây quần sống bên nhau. Lúc 11 giờ 30 phút, bà Nguyễn Thị Tâm, 54 tuổi, ngồi nhặt rau trước máy quạt chạy rào rào trong căn nhà 6 mét vuông nóng hừng hực. Cứ vài phút, bà kéo tà áo lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Bà Tâm cho biết sống ở nơi đây cùng vợ chồng con trai và cháu nội. Điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình bà chưa thể sắm được máy lạnh để sinh hoạt cho mát. Bà phải đem bếp ga ra trước hiên nhà nấu ăn, đỡ cảnh oi bức. Cách đó không xa là căn nhà 6,5 mét vuông của bà Nguyễn Thu Hồng, 48 tuổi. Hơn 20 ngày qua, cứ đến gần trưa bà phải bồng cháu vào phòng vệ sinh ngồi để tránh cái nóng từ mái tôn truyền xuống. Phòng vệ sinh được đổ bê tông trên nóc, ngồi trong đó vào buổi trưa sẽ mát hơn. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi phải dùng khăn nhúng nước rồi đắp lên mặt nhiều lần cho mát. Nhà không có máy lạnh nên thật sự rất khổ, bà Tâm nói.